Chào các bạn, mình đến từ shop công nghệ TLD 312. Hôm nay mình sẽ trên tay một sản phẩm đến từ hãng công nghệ Asus, một chiếc laptop có màn hình 15.6 inch, một chiếc laptop dành riêng cho giới đồ họa, game thủ. Đó chiếc Asus Canaba SD. Đây các bạn thấy máy được thiết kế rất là đẹp. Từ ngoài máy đây là chúng ta thấy rằng đây là một lớp vỏ nhôm này. Vỏ nhôm, chỗ để tay bằng nhôm, nằm theo công nghệ iSchool của Asus. Các bạn để tay đây, bạn dùng rất là mát. Bàn phím chích LED, đây là bàn phím full size đầy đủ cả chữ, số. Rất thích hợp cho các bạn làm công việc kế toán. Với bàn phím này thì mình nghĩ rằng đây là bàn phím bạn có thể thao tác rất dễ dàng. Đây mình thử test cho bạn xem. Đấy, mình gõ rất là dễ dàng. Đây là phím chích LED. Bây giờ chúng ta thử xem cấu hình máy như nào nhé. Chiếc máy này thì có cấu hình tương đối khủng. Chiếc Core i7 thế hệ số 2, i7-26700QM, tốc độ 2.2GHz, CPU tận 8 nhân, RAM tận 4GB. Máy dùng 2 card đồ họa, một card đồ họa là Intel HD Graphics 3000 và một cọc họa rời LVDA GeForce 610. RAM của cọc đồ họa này lên tận 2GB. Mình thấy rằng đây là chiếc máy rất được. Nó có trang bị đầy đủ các cổng kết nối ấy. Mình có thể thấy ở đây có cổng HDMI này, cổng USB 3.0 này, cổng NAND. Chỗ này có hai cổng USB 2.0 nữa, một cái đầu DVD RW kép đọc ghi, và tất nhiên là phải có cổng mic và cổng headphone ở đây. Chỗ này có một chiếc camera HD, màn hình thì 15.6 inch độ phân giải HD 1366x768 pixel. Các bạn có thấy 1366x768 pixel. Bây giờ mình thử xem chất lượng loa antenna sync tích hợp trên máy ấy, có tốt không nhé. Cái màn hình rộng này bạn xem HD rất là mượt.